Em xin chào mọi người. Thì có nhiều anh em hỏi là cải tiến của con nút MG100 này như thế nào. Thì ở đây hôm nay em sẽ demo cho mọi người nghe thử những cái user cũng như là một vài cái thứ tiếng trong cái con này ha. Em thấy nó rất là đa dụng mọi người ha. Đây, có rất là nhiều ha, và em cũng có chỉnh sửa lại tiếng một chút xíu cho nó nghe được hơn ha. Và ở đây thì em đánh vô trong cái amply này là cái amply monitor nha mọi người. Monitor là nó kiểu như là mọi người cắm vào trong mixer ha, chứ em không có dùng mà cái amp chuyên dụng cho guitar. Dùng cái này thì ra cái chất âm của nó sẽ thật hơn một tí ha, tại vì nó không có bị chồng cái EQ của mọi người. Rồi thì ở đây cái tiếng đầu tiên là tiếng ultra clean nha mọi người. Đây là một cái tiếng tiếng clean ha. Đây đây mọi người, cái tên của nó này Ultra Clean ha. Tiếng thứ hai nha mọi người. Tiếng thứ hai, đây là một cái tiếng 1B, tiếng 1B ha. Đó, đây là Luxe Rock. Thì cái tiếng này á, em để là kiểu mọi người dạ, đạp phơ mà đạp hai ghen lên để mọi người chơi rock á. Tiếng này thì để điểm ha mọi người, để điểm accord ha. Cái gain nó rất là dày ha mọi người. Cái này mọi người điểm điểm mấy cái rock nghe cũng khá là hay đấy. Tiếp theo đến với cái tiếng solo hai gen nha mọi người. Tiếng này mọi người có thể đánh solo nè, đánh những cái intro ha.
tiếng cho rớt ha mọi người. Đây, đây là tiếng cho rớt ha. Rồi, à, tiếng cho rớt để mọi người có thể điểm á, điểm một cách nó ảo ảo, nó nhẹ nhẹ ha mọi người. Bao nhiêu đáy tiếng ha mọi người, thì bao nhiêu đó là đủ để mọi người có thể chơi nhẹ nhàng ở nhà, tập luyện và cũng như là làm show, cũng có thể làm show được nếu mọi người setup một cách ok hơn ha. Rồi, thì con này là một hàng mới nguyên full box nha mọi người, thì em đã có giới thiệu trong cái clip ngày hôm qua đó mọi người. Thì con này là hàng mới ha, và giá của nó rất là rẻ mọi người. Giá của nó bên em đang bán hiện tại với giá chỉ có 1.900.000 ha. Và có em làm tiếng sẵn như thế này cho mọi người ha, 4 tiếng là đủ để mọi người có thể chơi một số dòng nhạc rock, nhạc bình thường, nhạc bolero, nhạc ballad được ha mọi người. Nói chung thì nó cũng không có cao siêu gì, nó cũng khá là đơn giản và cũng như là gọn mọi người. Đó, đơn giản, nhỏ gọn, có thể chơi trong phòng, tại nhà, rồi tập luyện các kiểu ha, rất là tiện ha mọi người. Và một con phơ nha, không, mình cũng không có đòi hỏi gì quá nhiều với một con phơ giá rẻ như thế này ha mọi người, 1.900.000 đấy, rất là rẻ. Full box hàng new mới ken luôn ha. Thì mọi người yêu thích mọi người có thể liên hệ với em qua Zalo hoặc là điện thoại trực tiếp cho em, số điện thoại em có để trên màn hình nha mọi người. Rồi, mọi người có yêu thích thì để lại cho em xin một like và cũng như một lượt đăng ký kênh nha mọi người. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.